Đây là một con robot hút bụi và lau nhà rất độc đáo của EcoVax, nó là D-Bot T30 Pro Omni. Cái điểm thú vị trước hết là ngoại hình, các bạn nhìn thấy là nó rất là lạ đúng không? Nó không có giống với bất kỳ con robot nào mình thường cho các bạn coi. Hai cái bình nước nó nằm trực tiếp ở trên đây luôn. Ngoài ra, con D-Bot T30 Pro Omni này tuy là mức giá của nó không quá cao, nó ở cái phân khúc gọi là tiệm cận cao cấp thôi, nhưng mà nó vẫn có đầy đủ tất cả những tính năng, thậm chí là nếu các bạn muốn có cái option mà tự động cấp xả nước, nó cũng có bán riêng cái bộ phận đó luôn. Với cái con D-Bot T30 Pro Omni này, nó có thể giải quyết được rất nhiều những cái việc dọn dẹp nhà thông thường mà nhà Việt Nam mình hay sử dụng, bất kể là sàn gạch, sàn gỗ hay thậm chí là sàn thảm. Rồi, bây giờ mời các bạn coi video chia sẻ của mình về con D-Bot T30 Pro Omni này. Bắt đầu ha! Trước tiên thì các bạn thấy là về cái thiết kế thì đây là một con robot rất là khác lạ. Bình thường đa số những con robot hiện nay có thể là từ Dreamy, từ Roborock hay là kể cả các hãng khác nữa, thì các bạn thấy là người ta sẽ làm một cái tháp lên và cái bình nước nó sẽ được giấu vào bên trong. Nhưng ở đây thì EcoVax họ cố tình họ đưa hai cái bình nước của con robot này ra bên ngoài luôn. Một cái thiết kế nó hơi giống với lại Roborock trước đây, nhưng mà mình thấy là cái thằng này làm đẹp hơn và lạ hơn rất nhiều. Đây là một cái bình nước sạch này các bạn, và ở phía sau là bình nước dơ ha. Thì như vậy thì các bạn cũng không cần phải đóng một cái nắp gì lại hết, và các bạn có thể nhìn được rõ là nước còn bao nhiêu, và nếu mà hết thì đi thay. Cái đèn phía trước nó cũng sẽ cảnh báo cho các bạn nếu mà hết nước. Ở phía trước này vẫn là cái khay đựng bụi. Rồi, đó là về tổng quan cái dock. Thì thật ra chiều cao của cái tháp này tính ra là nó cũng không quá cao nếu như mà so với lại những cái đối thủ khác, đó có thể là đến từ Roborock hay là Dreamy. Đây cũng là một cái lợi thế ha, tại vì lúc này con D-Bot T30 Pro Omni nó sẽ nằm ở nhiều vị trí hơn, nó sẽ fit vào nhiều cái khu vực hơn so với lại những con mà có cái tháp cao. Tiếp theo mình muốn chia sẻ với các bạn về cái tính năng giặt giẻ bằng nước nóng. Lưu ý nha, là giặt giẻ bằng nước nóng thôi chứ nó không có tính năng lau nhà bằng nước nóng đâu. Thì nó sẽ sử dụng nước nóng 70 độ để mà nó giặt giẻ, như vậy thì nó đảm bảo là cái giẻ nó sẽ sạch sẽ hơn. Cái tính năng này nó sẽ phát huy hiệu quả tốt khi mà con robot nó vừa đi qua những cái chỗ mà các bạn có thể là chiên dầu mỡ và nó bắn xuống sàn đó. Sau khi mà nó đã dính cái dầu mỡ vào trong giẻ rồi và nó đem về cái dock, thì sử dụng nước nóng để mà nó giặt thì nó sẽ đảm bảo là lần tiếp theo mà con robot chuẩn bị đi thì cái giẻ nó sẽ sạch sẽ và ngon lành. Cái tính năng giặt giẻ bằng nước nóng này cộng với lại cái khả năng sấy giẻ bằng hơi nóng sau khi con robot đã hoạt động xong, thì nó sẽ giúp cho con D-Bot T30 Pro Omni này cái giẻ của nó được khô ráo nè, nó ít bị ẩm mốc, nó ít bị mùi, nó hạn chế được những cái tác nhân gây hại. Một cái điểm thú vị nữa của con D30 Pro Omni này đó là lực hút tối đa của nó lên được tới 11.000 Pascal. Đây cũng là một trong những cái mức cao nhất, nếu không muốn nói là mức cao nhất tại vì mình không biết là sắp tới nó còn con nào hàng ra hay không. Nhưng mà tính đến thời điểm mình làm video này thì trong số những con robot hút bụi được bán chính hãng tại Việt Nam thì con này là con có cái mức lực hút cao nhất hiện nay, 11.000 Pascal. Kể cả con D-Bot X2 Combo cũng chỉ mới có 8.700 Pascal thôi. X2 khoảng 8.000 Pascal. Rồi mấy con của Dreamy Hero Robot thì khoảng 9.000 Pascal đổ lại, 8.000 Pascal đổ lại chứ. Đó, nói như vậy để các bạn thấy được là cái mức lực hút tối đa mà con robot này nó sẽ hoạt động được là rất cao. Nhưng mà không phải lúc nào các bạn cũng cần tới cái mức cao như vậy ha. Đây là cái con số tối đa thôi. Bình thường dọn nhà ở trong nhà Việt Nam mình sàn gạch sàn gỗ 3.000 4.000 Pascal là cũng đủ rồi. Tại vì khi mà các bạn tăng lên mức 11.000 Pascal là cái mức lực hút tối đa, thứ nhất nó sẽ ồn hơn, thứ hai là pin nó sẽ hao nhanh hơn. Và chỉ khi nào mà cần lắm thì các bạn mới cần bật cái mức này lên. Còn bình thường thì cứ để mặc định đi, cứ để cái chế độ mà dọn dẹp AI nó tự quyết. Ở trong cái dock này thì như các bạn có thể thấy ha, nó có một cái bình nước sạch và một cái bình nước dơ để nó tự động giặt giẻ nè, và nó giặt giẻ bằng nước nóng nè. Nó có tự động sấy giẻ sau khi con robot đã hoạt động xong để cho đảm bảo là cái giẻ nó khô và nó không có bị hôi nè. Nó cũng có tự động hút bụi từ con robot chứa lên tháp. Có một cái điểm cải tiến nhẹ đó là cái túi đựng bụi bây giờ cũng được nâng cấp để mà có khả năng khử khuẩn luôn. Thì như vậy nó sẽ giảm được cái mùi hôi ha, mình quan tâm cái vụ đó nhất. Sau một thời gian dài, nhất là lỡ mà có dính một chút nước thì thường là mấy cái túi nó sẽ hôi. Mình hy vọng là cái tính năng khử khuẩn này nó sẽ hạn chế được cái tình trạng đó. Mình không kỳ vọng là nó diệt 100%, nhưng mà ít nhất là nó giảm được là ok rồi. Và ở trong cái dock này có thêm một cái tính năng thông minh nữa, thì nó đã giúp cho con T30 Pro Omni này nó ngang hàng với lại những con cao cấp nhất của Dreamy hiện nay. Đó là cái tính năng tự động check coi cái khu vực mà con robot vừa đi nó có sạch hay chưa. Nguyên lý hoạt động rất là đơn giản, khi mà con robot này nó giặt giẻ đó các bạn, thì nó có một cái cảm biến bên trong, nó sẽ kiểm tra coi là cái lượng nước dơ đi lên có bị dơ quá hay không. Nếu mà dơ quá có nghĩa là cái khu vực mà con robot vừa dọn chưa đủ sạch, thì nó sẽ tự động quay lại đó, nó dọn thêm một lần nữa. Bình thường nếu như mà các bạn chỉ nhìn bằng mắt có khi các bạn cũng không đánh giá được là cái khu vực đó thật sự đã sạch hay chưa. Rồi nếu như mà các bạn đã biết được nó dơ rồi thì các bạn cũng phải lấy app ra, hoặc là ít nhất là ra lệnh giọng nói này kia để con robot nó đi lại cái khu vực đó. Còn bây giờ với cái tính năng tự động check khu vực bẩn của con T30 Pro Omni này thì nó tự xử phần đó luôn cho các bạn rồi. Lưu ý ha, cái tính năng này thì nó sẽ hoạt động khi mà ở trên app các bạn bật qua cái chế độ dọn dẹp được hỗ trợ bởi AI. Nếu mà bạn nghĩ là tới đó không là đã hết chuyện rồi thì chưa đâu.
Con này nó nhiều chuyện lắm. Con T30 Pro Omni khi mà nó đi vào những cái khu vực mà cạnh tường nè, hay là các khu vực mà có cái cạnh tủ chẳng hạn, hoặc là chân bàn ghế á, thì nó sẽ tự động nó xòe cái dẻ ra. Tính năng này gọi là True Edge, và nó cũng đã giúp cho EcoVax một lần nữa ngang hàng với là những gì mà Trumi có thể làm được. Tức là cái diện tích thực tế mà con robot này nó có thể lau được á, nó sẽ nhiều hơn, nhất là ở những cái khu vực mà sát cạnh tường, cạnh tủ, là những nơi mà các con robot truyền thống không có tính năng xòe dẻ, không có chùi sạch được bằng. Thì bây giờ con này nó có đầy đủ hết luôn. Và nó sẽ tự quyết định coi là khu vực nào thì nó xòe dẻ ha, các bạn cũng không cần phải chụm tay đâu. Một điểm cải tiến nữa mà EcoVax họ tích hợp vào cho bên trong con T30 Pro Omni á, đó là cái cây chổi của nó. Bây giờ nó là thứ nhất, nó được nâng cấp thành dạng chổi chống rối. Thứ hai á, là nó có thêm một cái lưới lược kép nữa. Thì khi mà cái tóc nó có cuốn vào á, thì nó cũng sẽ bị cắt ra. Và như vậy sẽ hạn chế được tình trạng là tóc nó bị cuốn vào bên trong cái lược. Thì mình có để cái hình minh họa ở đây, mình lấy từ website của EcoVax để các bạn dễ hình dung là cái cây lược này nhìn nó như thế nào. Ở trên con Trimmy X30 Ultra, cái lược mà có khả năng cắt tóc đó, thì là họ bán rời. Còn đối với lại con D-Bot T30 Pro Omni này thì nó đã đi kèm luôn ha. Cơ chế hoạt động của hai thằng thì hơi khác nhau một chút xíu đó. Chắc là khoảng vài tuần nữa khi mà mình trải nghiệm đủ về con D-Bot T30 Pro Omni này, rồi mình sẽ có một cái video mình so sánh nó với lại con Trimmy X30 Ultra. Để những bạn nào mà đang tính mua robot hút bụi rau nhà cao cấp thì các bạn có thể biết được thêm thông tin. Dung lượng pin của con này là 5200mAh ha. Nó đi được tối đa vào khoảng 290 phút ở cái chế độ thấp nhất, ở cái chế độ Eco tiết kiệm điện đó. Rồi ngoài ra thì nếu mà các bạn sử dụng bình thường thì những căn nhà tầm 150m² đổ lại là cũng ok rồi, cũng không vấn đề gì phải lo lắng đâu. Và nếu như trong nhà bạn có những cái bậc tầm 2cm á, thì nó cũng có thể qua được. Nhưng mà cỡ cao cao á, cỡ 3-4cm thì nó không qua được đâu ha. Và dành cho nhà bạn nào có thảm, bất kể là thảm lớn hay là thảm nhỏ, thì con robot này nó có một cái cảm biến để nó tự động nhận diện. Khi mà nó đi tới khu vực có thảm á, thì nó sẽ tự động nâng hai cái dẻ lên. Cái khoảng cách nâng tối đa được của nó là 9cm. Như vậy thì nó sẽ không làm ướt cái thảm của bạn. Ngoài ra thì khi mà nó đi lên thảm, nó sẽ tự động tăng lực hút lên để nó dọn dẹp hiệu quả hơn. Đây là một cái tính năng khá là cơ bản mà bây giờ bất kể một con robot hút bụi lau nhà cao cấp nào cũng có hết rồi. Thì con T30 Pro Omni này đương nhiên cũng có đầy đủ nha. Bản thân cái khay nước sạch và khay nước dơ ở trên con T30 Pro Omni này á, cũng khá là lớn. Khay nước sạch thì dung tích là 4 lít, là ngang với lại đối thủ. Khay nước dơ là 3,5 lít. Trong trường hợp mà các bạn muốn nhàn hơn nữa thì các bạn có thể mua cái bộ mà có tự động cấp xả nước đó, nó bán rời. Thì lúc đó nó sẽ tự động lấy nước sạch thẳng từ nguồn nước và nước dơ nó xả thẳng ra cái đường nước thải luôn. Như vậy thì các bạn cũng không cần phải đi thay nước cho con robot này. Thì với cái dung tích như thế này, nhà mình diện tích dọn dẹp thực tế vào khoảng 5-mấy mét vuông á, thì khoảng 3 ngày mình thay nước một lần. Về những cái tính năng thông minh khác ở một con robot hút bụi thì đương nhiên con T30 Pro Omni này nó có đầy đủ. Nó có cảm biến LiDAR để mà nó quét bản đồ nè. Nó không có AI camera nha, nhưng mà nó có một cái hệ thống laser ở phía trước để mà nó né được vật cản, và mình thấy là nó né cũng khá là ok, cũng không có gì than phiền. Cái khả năng né thì tương tự như những con dùng T trước đây, ví như là T20, T20E. Còn ở trên app đó, thì các bạn có thể cài được giờ để mà nó tự động đi nè. Rồi các bạn có thể chọn được nhiều cái chế độ lực hút, nhiều cái chế độ độ ướt dẻ khác nhau nè. Và đương nhiên các bạn cũng có thể set được những cái vùng khác nhau ở trong nhà, vẽ được vùng cấm đi, tạo tường ảo. Mấy tính năng nó cơ bản rồi, bây giờ là con nào cũng có hết rồi. Có một cái điểm nâng cấp ở trên con T30 Pro Omni khi mà các bạn xài iPhone đó là nó sẽ hiện một cái thao tác live activity. Khi mà con robot này nó đi dọn dẹp thì các bạn không cần mở app, các bạn cũng sẽ biết được về tình trạng của nó. Khi nào mà nó dọn dẹp xong thì nó sẽ mất cái live activity đi. Còn trong quá trình mà nó vẫn còn dọn dẹp thì nó vẫn sẽ hiện ra để mà các bạn thao tác nhanh hơn. Chẳng hạn như các bạn muốn nó tạm dừng hay là các bạn muốn nó quay về dock ngay lập tức thì cũng có thể nhấn từ cái live activity này. Không nhất thiết là phải đi vào trong app nữa ha. Hiện nay thì ngoài EcoVax ra, mình thấy là các hãng khác họ chưa có tích hợp cái tính năng live activity này lên trên cái app của họ trên iPhone. Rồi cuối cùng thì con EcoVax D-Pod T30 Pro Omni này nó sẽ có hai cái phiên bản dock ha. Thứ nhất là cái dock như các bạn đang nhìn thấy ở đây thì nó sẽ dành cho những bạn nào mà không có sẵn đường nước ở trong nhà, hoặc là các bạn chưa muốn chi tiền thêm, thì lúc đó các bạn mua cái phiên bản này thì các bạn sẽ có một cái bình nước sạch và bình nước dơ. Còn cái phiên bản dock thứ hai á, thì nó sẽ gắn thêm cái bộ tự động cấp xả nước luôn, thì lúc đó nó sẽ giảm được cái chiều cao này nữa, cực kỳ phù hợp với lại những bạn nào mà để con robot ở những cái chỗ mà các bạn có thể thi công được đường nước. Trên con D-Bot T30 Pro Omni á, mình cũng phát hiện ra một cái tính năng thú vị lắm, đó là khi mà con robot nó đang tạm dừng, các bạn chỉ cần đá nhẹ ngón chân vào cái cản của nó đó khoảng từ 0,3 cho tới 1 giây thì nó sẽ khôi phục lại việc làm việc nè. Hoặc là nếu nó đang ở trong dock ha, thì các bạn cũng có thể làm thao tác tương tự, cũng đá nhẹ vô một cái để nó có thể bắt đầu di chuyển. Cái này thì nó sẽ giúp các bạn không có cần phải cúi xuống để mà nhấn nút trên con robot nữa.
Ở cái mức giá tầm dưới 20 triệu á, thì mình thấy D-Bot T30 Pro Omni là một cái lựa chọn rất là hấp dẫn ha. Và bản thân mình thì có thể recommend được các bạn mua cái con này, tại vì nó có rất đầy đủ tính năng trong khi giá thì vô cùng hấp dẫn. Nó có luôn cả những cái tính năng tự động hóa mà mình cần ở một con robot hiện đại, giặt giẻ, sấy giẻ nè, rồi quay về dock tự động để hút bụi lên nè, là có hết nè, rồi có luôn cả cái option để mà cấp xả nước nữa, nếu như sau này mà các bạn muốn chi thêm tiền thì các bạn cũng có thể mua được cái option đó. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều ha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.